sự bùng nổ của các mạng xã hội hiện nay, việc tạo ra và chia sẻ thông tin dường như không có giới hạn. Và không ít người đã lợi dụng tài khoản cá nhân để tung tin thất thiệt, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự. Dựng lên thông tin về hai vụ bắt cóc trẻ em ngay tại thành phố Đà Nẵng, tung tin bịa đặt về việc tổ chức lễ hội sờ ngực gây quỹ từ thiện tại công viên 29 tháng 3. Đó là một số thông tin giật gân được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội thời gian qua, khiến các cơ quan chức năng Đà Nẵng phải vào cuộc xác minh làm rõ. Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật và muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng để bán hàng, hay đơn giản chỉ do lối sống ảo mà những chủ tài khoản Facebook này đã gây hậu quả không nhỏ đối với tình hình trật tự, an ninh xã hội và uy tín hình ảnh con người thành phố Đà Nẵng. Ví dụ như cái thông tin mà đưa cái sự kiện tổ chức hay trên công viên 29 tháng 3 ấy, thì là nó có thể là đối tượng thì mục đích là câu like câu view, nhưng mà bản thân cái tác hại của nó ấy, thì nếu mà những người khác thì nhận thức được đây là cái sự kiện của thành phố tổ chức, thì như thế là thành phố đương cái cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa của thành phố là đương nhiên là sẽ mang cái tiếng là không tốt trong đấy, chưa quản lý tốt cái sự kiện. Nhưng mà thực tế là không phải là thành phố tổ chức những sự kiện như thế. Với những đối tượng có hành vi bịa đặt thông tin như trên, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt từ 5 triệu tới 12,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trước khi được ngăn chặn xử lý thì những thông tin nhảm nhí kiểu này cũng đã bị chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội bởi những người dễ dãi, thiếu kiểm chứng khi tiếp nhận thông tin. Những cái thông tin không chính xác, nhảm nhí nó sẽ gây ảnh hưởng rất là xấu đến cái hoạt động mọi mặt của xã hội. Nên là cũng đề nghị các công dân phải có trách nhiệm của mình trong vấn đề tán phát thông tin hình ảnh lên mạng. Và với cái biện pháp nghiệp vụ của ngành cùng với hỗ trợ của công nghệ thông tin thì chúng tôi cũng rất không khó trong vấn đề mà truy tìm, xác định hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân. Thực tế, hiện nay cơ sở pháp lý, chế tài xử phạt đối với những đối tượng có hành vi tung tin đồn thất thiệt, gây hệ lụy tiêu cực đến cộng đồng trên mạng xã hội vẫn chưa đủ sức răn đe, nên những vụ việc phát tán thông tin sai sự thật trên thế giới ảo vẫn cứ tiếp diễn. Cái mức phạt hiện nay của Nghị định 159 nó cũng chưa đủ cái sức răn đe, thì cái đó là một trong những cái hiện nay hết sức khó khăn, là trong cái việc rằng là cái chế tài của chúng ta nó chưa đủ mạnh để rằng là bảo đảm cho cái việc rằng là ngăn chặn các cái thông tin giả tạo, các cái thông tin mang tính chất dựng đứng. Trong thời gian tới, các sở ngành của Đà Nẵng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng công an trong việc phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời những thông tin xấu trên mạng xã hội, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ trong việc sử dụng thông tin trên Internet, đồng thời làm rõ những đơn vị thông tin truyền thông tiếp tay cho việc phát tán những tin đồn thất thiệt.